trên 400 triệu đồng. Đây là chiếc đồng hồ Hublot Big Ben Steel Blue Diamond với những chi tiết đặc sắc nằm trong mặt đeo này. Chiếc đồng hồ này được làm từ chất liệu thép đặc biệt của hãng Hublot với những viên kim cương hộp xoàn thiên nhiên tuyển chọn. Mặt số đeo này bên trong rất là cầu kỳ và rất là thể thao, kể cả phần độ dày của vỏ máy đồng hồ cũng dày dặn hơn với những bản Hublot Classic Fusion. Chiếc đồng hồ này với sự kết hợp từ bên trong mặt đeo màu xanh với dây đeo được phối giữa cá và cao su tại Kỳ Lân Luxury, cam kết giá tốt nhất và chế độ hậu mãi tuyệt vời nhất cũng như là phục vụ chu đáo nhất. Kỳ Lân hân hạnh phục vụ tất cả quý khách ở bất kỳ những dòng đồng hồ chính hãng nào của tất cả các hãng đồng hồ xa xỉ nổi tiếng trên toàn cầu đến từ đất nước Thụy Sĩ, cụ thể như là hãng đồng hồ Hublot hoặc là các hãng khác như Rolex, Richard Mille, Rolex, Jacob, Patek Philippe, vân vân. Và Kỳ Lân là đơn vị chuyên tuyển chọn những sản phẩm đồng hồ chạy nhất và đẹp nhất cũng như là mẫu mã hài hòa nhất để mà phục vụ cho tất cả quý khách chọn những sản phẩm đẹp nhất, ưng ý nhất. Đến với Kỳ Lân Luxury, chúng ta sẽ được sự chăm sóc đặc biệt với những kiến thức cũng như là kinh nghiệm của thú chơi đồng hồ xa xỉ và đặc biệt là nơi giao lưu những đồng hồ chính hãng an toàn và tuyệt vời nhất. Chiếc đồng hồ này với size 41 này thì chắc chắn là dành cho nam rồi, nhưng cũng có những quý cô tay múp múp bự bự xinh xinh thì vẫn có thể đeo được bởi vì dòng này là dòng thể thao mà cụ thể thì nghiêng về dành cho nam. Chiếc đồng hồ này cũng có nhiều phiên bản màu sắc khác nhau và đây là phiên bản màu xanh. Thì nếu như quý khách muốn những phiên bản khác thì hãy liên hệ với Kỳ Lân Luxury để Kỳ Lân tư vấn từng màu theo sở thích cũng như phong thủy. Nhìn thì na ná cũng hai tay như thế này, cũng y chang là kiểu dáng của Classic Fusion, nhưng về sự cầu kỳ thì chắc chắn là Big Ben này là số 1. Nếu như chúng ta thích đơn giản thì mình có thể chọn dòng Classic Fusion này. Nếu như nam thì mình chỉ cần đến với kim cương ở phần bezel này hoặc là đến luôn hai tay này nếu như chúng ta thích sự lấp lánh, còn không thì mình để trơn luôn cũng được. Còn đối với nữ thì mình chọn full kim như thế này hoặc là full kim luôn cả mặt đeo cũng đẹp cũng được, tùy vào mình thích cái sự lấp lánh như thế nào thì mình chọn cái dòng phù hợp với mình nhất. Bởi vì mình chơi những dòng sản phẩm đồng hồ chính hãng này là mình phục vụ cho sở thích của mình, phục vụ cho cảm xúc của mình khi mình đeo, hoặc là mình tặng cho người mình thương yêu trân quý trong cuộc đời này cũng là mình tặng cho họ cái giá trị từ sự tinh tế sở thích của những người mình thương yêu đó để mình tặng cho phù hợp nhất, hài hòa nhất. Vì vậy đến với Kỳ Lân Luxury để được tư vấn những sản phẩm chính hãng đẹp nhất, phù hợp nhất về kiểu dáng, về mốt thời trang cũng như về chất lượng và đặc biệt là chế độ hậu mãi. Vâng, và như vậy là video clip Kỳ Lân giới thiệu chi tiết về chiếc đồng hồ Hublot chính hãng Hublot Big Ben Steel Blue Diamond đến đây xin được phép kết thúc. Rất nhiều những mẫu đồng hồ Hublot chính hãng khác đang có sẵn tại Kỳ Lân Luxury đang chào đón tất cả quý khách đến xem và chọn lựa sản phẩm chính hãng với chất lượng tốt nhất, giá tốt nhất, chế độ hậu mãi tuyệt vời nhất và đặc biệt là sự giao lưu tận tâm và tận tình từ Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo.